hai chị bà ơi, mình đang ở đâu vậy? Sao mấy bạn nhỏ gọi tên mình kỳ thế? Nãy giờ em lại ngủ hả Ti hả? Mình đang giữ sinh nhật của bạn Sinta gì đó. Tại sao mình phải đi sinh nhật của bạn Sinta? Em cũng đang ngủ ngon, tự nhiên tỉnh dậy, thấy nằm trên cái mâm cơm toàn là khăn giấy. Chẳng lẽ mình sắp bị ăn thịt hả anh Tino? Không phải đâu Tila à, bạn Sinta là phan nhí của người cá Tiun. Bạn ấy sắp được trở thành mỹ nhân ngư để phụ người cá Tiun bảo vệ chúng ta đó em. Vậy giờ là anh em mình phải đối xử tốt với bạn Sinta hả? Em không muốn bạn Sinta trở thành mỹ nhân ngư đâu. Chuyện gì thế? Có phải bé Tiri giận Tiun phá giấc ngủ ngon, bắt đi dự sinh nhật bạn Sinta không? Dạ đúng rồi, con cũng giận người cá Tiun đây. Không biết bạn Sinta là ai, có gì hay mà phải đem cả ba anh em tụi con đi dự sinh nhật, lại còn để con lên cái mâm cho các bạn nhỏ trêu ghẹo, gọi tên là rái cá này kia. Con đẹp vậy mà có bạn nói con giống chuột. Vậy thì cho Tiun thay mặt các bạn nhỏ ngây thơ xin lỗi các con nhé. Còn bạn Sinta này có khả năng nhảy múa rất đẹp, nếu được cộng đồng yêu thích thì bạn ấy có thể kêu gọi bảo vệ giống loài rái cá tụi con, nên tôi nhất định giúp bạn ấy trở thành mỹ nhân ngư. Thế là bạn ấy sẽ được mọc đuôi cá và bơi lội dưới nước cùng với chúng con à. Con muốn xem bạn Sinta nhảy trước đã, nếu không đẹp con sẽ không chịu đâu. Ok, bạn Sinta cùng vũ đoàn của bạn ấy sẽ biểu diễn liền đây. Wow, bạn Sinta nhảy đẹp quá người cá Tiun ơi. Đúng rồi, bạn Sinta nhảy đẹp quá à. Em thấy cái bụng bạn Sinta lắc lắc dễ thương quá anh Tino. Bây giờ các con đã thích đi sinh nhật của bạn Sinta rồi đúng không nào? Người cá Tiun nói đúng thiệt, bạn Sinta nhảy quá đẹp, con rất mê bạn Sinta luôn á.